Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa giao Tổng cục Du lịch phối hợp cùng các địa phương phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam tại một số địa bàn du lịch trọng điểm từ ngày 1 tháng 6 tới ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đây là hành động thiết thực, kịp thời mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn để sớm khôi phục và kích cầu ngành du lịch Việt Nam. Theo kế hoạch, Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với các địa phương và các bên liên quan tổ chức phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam tại một số địa bàn du lịch trọng điểm nhằm thu hút sự vào cuộc của các hiệp hội, doanh nghiệp và các đối tác, thực hiện truyền thông để các bên và du khách có thông tin tham gia tích cực. Phối hợp với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp các hãng hàng không xây dựng các gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch nội địa. Ngoài ra, vận động hướng dẫn theo dõi đôn đốc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các cam kết khuyến mại khi tham gia chương trình, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chất lượng. Chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam cũng đẩy mạnh quảng bá các điểm đến, xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, triển khai các gói kích cầu du lịch đa dạng. Và để hưởng ứng chương trình kích cầu Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, các khu du lịch, các điểm di tích, di sản tại các địa phương trọng điểm trên cả nước cũng đã triển khai nhiều chiến dịch quảng bá với mong muốn sớm khôi phục các hoạt động du lịch sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Tại Sapa, các hoạt động du lịch gần như tê liệt sau ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19. Lượng khách sụt giảm tới 50% trong tháng 3 và 100% trong tháng 4. Trước tình hình đó, chính quyền cùng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cho thấy quyết tâm phục hồi thị trường du lịch nội địa, đảm bảo giãn cách và các biện pháp phòng dịch đối với tất cả các xe du lịch, nhà hàng, khách sạn và điểm đến ở Sapa. Giới thiệu các gói giảm giá từ 30 đến 50% như dịch vụ khách sạn, nhà hàng, homestay, vận chuyển. Cùng với đó, nhiều chương trình giảm giá cáp treo đã được triển khai, thu hút khách tham quan chiêm bái các hệ thống chùa Phan Xipang. Những người làm du lịch hy vọng với gói kích cầu, Sapa sẽ thu hút khách nội địa trở lại trong mùa cao điểm dịp hè năm nay. Trong tháng 5 này, du khách tới Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn sẽ được miễn phí vé tham quan Vịnh Hạ Long và khu di tích danh thắng Yên Tử. Từ ngày 1 tháng 6, tỉnh tiếp tục có những chương trình khuyến mại hấp dẫn để kích cầu du lịch tâm linh như nối dài tuyến xe buýt miễn phí từ sân bay Vân Đồn đến khu di tích Yên Tử, phục vụ và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chiêm bái của đông đảo đồng bào Phật tử. Cụ thể, nhiều công ty dịch vụ du lịch đã giảm giá vé cáp treo lên tới 50%. Hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khu di tích quốc gia Tam Trúc, Hà Nam cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để thu hút du khách tới hành hương, chiêm bái sau đại dịch COVID-19. Khu du lịch tiếp tục duy trì chương trình miễn phí vé tham quan các địa điểm, di tích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của đông đảo bà con Phật tử. Các hoạt động quảng bá trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh để giới thiệu vẻ đẹp hùng vĩ, non nước hữu tình cũng như những giá trị kiến trúc văn hóa độc đáo của khu di tích chùa Tam Trúc tới đông đảo du khách. Tại Huế, du khách tham quan các di tích cố đô từ nay đến hết 31 tháng 7 sẽ được giảm 50% giá vé. Chủ trương này vừa được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề xuất nhiều giải pháp kích cầu du lịch như tổ chức hội nghị lữ hành toàn quốc, công bố các gói kích cầu của địa phương, giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới, kết nối với Đà Nẵng, Quảng Nam để hình thành chương trình tour ưu đãi liên kết miền Trung. Trước đó, trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã miễn phí 100% vé tham quan cho du khách.